Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món ốc nhồi hấp sả nhé. Và bây giờ khi mà bên mình sẽ nói nguyên liệu về món ốc nhồi hấp sả nhé, là gồm có này, ốc nhồi này, sả này, thịt băm này, hành tím băm này và nấm mèo băm nhỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi ốc nhồi thì mình đã luộc với gừng và ít nước muối rồi. Bây giờ mình sẽ khêu cái ốc nhồi ra, mình lấy chỉ lấy cái miệng thôi, rồi mình băm nhỏ. Còn cái phần vỏ thì mình rửa sạch để mình nhồi, sau tí nữa nhồi thịt vào nhé. Ốc nhồi sau khi mình khêu xong như này rồi, mình rửa sạch cái vỏ rồi. Và ốc nhồi thì mình cho giấm với muối vào, mình bóp để cho nó hết cái nhớt đi. Và mình sẽ rửa sạch, mình đến cái đầu đấy thôi, mình sẽ băm nhỏ nhé. Trong này mình đã có này, ốc này mình mà đã thái nhỏ như này thì nó sẽ giòn hơn. Mình định băm nhưng mình sẽ không băm, mình thái. Thái là ăn nó sẽ giòn hơn này. Hành tím băm nhỏ này, mộc nhĩ hay là nấm mèo băm nhỏ này, thịt lợn xay này. Các bạn có thể dùng thêm thịt giò sống nữa thì nó sẽ càng ngon nhé. Nhưng mình không mua được giò sống nên mình chỉ dùng như này thôi. Bây giờ mình sẽ ướp. Các bạn ướp cho mình hạt tiêu này, cho nhiều hạt tiêu một chút cho nó thơm mà nó át cái mùi tanh. Hạt lêm này, hạt lêm nửa muỗng cà phê. Bột canh này, à mì chính này. Không cho bột canh, chỉ cho ít nước mắm này cho nó thơm. Mì chính cho được 1/3 muỗng cà phê. Hôm nay mình dùng có 200g ốc nhồi thôi, cho nên mình chỉ làm ít thịt như này thôi ạ. 1/2 muỗng cà phê đường. Một chút xíu nước mắm. Và thịt lợn đây có 70g. Ốc cả vỏ là 200g. Còn ốc mà khi mà mình xong như này thì chỉ còn khoảng 50g thôi ạ. Và có 9 con ốc thôi ạ. Nên mình chỉ nhồi như này thôi ạ. Và ướp đều với nhau, trộn đều và ướp trong khoảng 15 đến 20 phút cho ngấm gia vị nhé. Có 9 con ốc nhồi đấy ạ. Trong khi chờ đợi thì mình đi sơ chế cái phần sả nhé. Sả các bạn bóc vỏ, các bạn lấy cái vỏ này nhé. Rồi, lấy cái vỏ đấy các bạn, bẻ ra cho nó mềm. Các bạn nhét vào đây cho mình. Sau tiên mình nhét thịt nhồi vào đây. Các bạn làm như vậy đến hết nhé. Khi mà xong cái phần sả này rồi, thịt cũng đã ướp xong rồi, đã đủ sự thời gian ướp rồi, mình sẽ cho vào lên luôn nhé. Các bạn múc, các bạn nhét vào trong này, nhét chặt vào trong ấy. Có cái sả này nên các bạn cứ nhét chặt vào, sau tí nữa lúc ăn thì mình sẵn nồi xả lên là cái phần thịt này nó cũng ra hết đấy. Đây các bạn cứ làm như này là xong nhé. Đây các bạn ơi, khi mà mình xong rồi ấy, mình sẽ mang đi mình hấp. Cái phần còn lại mình có thể ve viên mình hấp cùng thì hết vỏ ốc rồi. Các bạn đun một cái nồi thật sôi lên như này, mình sẽ cho vào mình hấp. Nước thật sôi để hấp chín thì mình mất khoảng 25 phút các bạn ạ. Sau 20 phút mình sẽ kiểm tra nhé.
Cái miếng ốc này thì đã chín rồi đấy ạ. Còn cái miếng này thì mình hấp thêm mấy phút nữa cho nó chín hẳn đấy. Khoảng 25 phút mình sẽ tắt bếp bỏ ra nhé. Pha nước chấm thì các bạn là pha nước chấm thì cho một ít đường, một ít như các bạn pha như nước chấm để mình ăn với lem nước cái thứ, như các bạn cho mình thêm gừng, thêm tỏi và thêm một ít sả, ớt băm nữa, chỉ cần như vậy thôi ạ. Để cho nguội của mình có thể dùng được rồi ạ. Đây mình sẽ không hướng dẫn cái phần pha nước chấm. Các bạn pha nước chấm bình thường ấy, như mình vừa nói đấy ạ. Và các bạn chỉ cần cho thêm gừng, tỏi, ớt băm. Nước chấm thì như nước chấm đã bún nem chả có đường, có chanh hoặc giấm, nước mắm thế thôi ạ, và nước lọc đun sôi. Để mình ăn thử nhé các bạn nhé. Giòn ngon và thơm ạ, có cái lá xả nên rất là thơm. Cái này không có lá xả thì nó sẽ không thơm bằng. Cuối tuần các bạn hãy làm thử cái món ăn này cho gia đình nhé. Rất là đơn giản nhưng rất là ngon ạ. Làm theo cách của mình nhé, và hãy đăng ký giúp mình cái kênh ẩm thực Việt này để chia sẻ cho các bạn bè cùng xem và cùng làm thử với mình nhé, để kênh của mình ngày càng phát triển và mình sẽ có thêm nhiều động lực để làm các món ăn ngon hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.